Bạn muốn mua robot hoặc là muốn mua premium thì các bạn có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây bán robot giá rẻ, uy tín và chất lượng, và cả premium luôn. Cho nên là các bạn có thể yên tâm mà đến đây mà mua rồi nhé. Ok. Hello, Moshi Moshi, xin chào cả nhà. Với ngày đầu tuần như thế này thì chúng ta nên làm một cái series gì? Vẫn là một cái series quen thuộc sau hơn một tháng mình trở lại, thì đó chính là việc review những người follower của mình. Đó, thì lâu lâu chúng ta sẽ làm một lần nhé. Tại nếu mà làm thường xuyên thì nó sẽ bị trùng lặp với những người mà mình đã từng review rồi. Cho nên là mình phải ngâm lâu lâu một xíu. Hiện tại thì cái thời điểm trước là mình quay là lúc đó là dịp Halloween. Còn bây giờ là Giáng sinh, sắp Giáng sinh rồi. Thì đây là cái skin Giáng sinh của mình. Rồi, thì mình sẽ review 30 trang đầu tiên, tức là những người follower gần đây á. Thì các bạn nào mà muốn kiểu mà có thể gặp mình xuất hiện trên YouTube á, thì các bạn phải chăm gỡ follow ra rồi xong rồi follow lại nhá. Thì ok, vấn đề là 45.000 cái ạc mà follow mình á, nên là rất là nhiều, mình không thể nào mà review hết một lần được, nên là mình chỉ quyết định là sẽ review 30 trang đầu tiên cho dễ thôi. Và để mình xem coi có những bạn nào mà đã chuẩn bị skin Halloween, lộn, skin Giáng sinh không nhỉ. Có một số bạn nè, em như cái bạn Best Nude Prolog 324 nè, cái gắn cái râu ông già Noel. So với cái mấy cái thời điểm đầu mà mình quay á, thì chiếc skin của các bạn đã được đầu tư hơn. Không biết là có phải các bạn đã mua robot ở cái chỗ mà mình quảng cáo hay không nhỉ? Nếu bạn nào có nhu cầu mua robot thì hãy đến với cái shop mà mình đã quảng cáo ấy. Hiện tại thì giá robot nó cũng gọi là bình á. Các bạn cũng cứ tranh thủ mua đi. Nữa là lỡ có trục trặc gì á là không mua được đâu. Gì? Cái gì vậy? Mây Phương đẹp trai hả? Trời. Thôi, đẹp trai cũng được đi, tại vì hiện tại là thời điểm mà mình đang cắt tóc ngắn mà. Mình thích tóc ngắn hơn là tóc dài. À, theo suy đoán của mình á, mà hình như là thực chất là vậy luôn. Bạn Thịnh nói gì nè, là đang đeo cái dòng cổ Rubé Bottle. Không biết là các bạn đã nhận được hết cái dòng cổ Rubé Bottle chưa nhỉ? Bạn Nguyễn Thế Tính hả? Pro skin dưa hấu này, rõ ràng là hồi trước là so với hồi trước thì bây giờ là các bạn đã đầu tư skin hơn, nhìn nó rất là đẹp luôn. Bạn nào bạn nấy kiểu như là có cái chất riêng hết á, tại vì hồi trước mình review thì nó kiểu giống nhau không à, tại vì các bạn đa số sẽ xài đồ miễn phí nên là sẽ giống nhau. Còn bây giờ skin các bạn đã đầu tư hơn, nhìn mỗi người mỗi nét, đẹp. Bạn nào mà có xuất hiện trong video thì hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và nếu các bạn ủng hộ cái series này thì các bạn hãy bấm thích video cho mình nhiều vô để mình biết các bạn đang thích cái này, thì mình sẽ cố gắng phát huy. Trời ơi, kiểu mà chỉnh Roblox cái trang profile nó nhìn trực diện như vậy nè. Nhìn nó sao ấy ta. Nhìn nó hơi ghê. Takumivu nè, skin ông già Noel. Nãy giờ thì mình thấy mấy bạn mà chỉnh skin Noel hơi bị ít ta. Cũng có nhưng mà kiểu ít. Nãy giờ mình đã đi đến trang thứ 5 rồi, bây giờ là trang thứ 6 nè. Rock bây giờ nó cho ra nhiều, rất là nhiều vật phẩm luôn. Nên là việc các bạn có thể shopping, sắm sửa nè, để skin của các bạn được trở nên đa dạng và độc đáo hơn thì rất là dễ dàng luôn. Nhưng mà quan trọng là các bạn phải có tiền. Có tiền để nạp mua robot, đúng không? Skin này cũng ổn đi. Ủa cái gì? Không, trái chuối không vậy? Wow, bạn Hữu Tiến Pro này chịu khó cài nhỉ? Cài 5.000 tiền để mà mua cái đầu báo này. Mình làm biếng quá nên là mình đâu có cài mua cái đó đâu.
mình chỉ mua cái đuôi, cái tay báo với lại cái gì nhỉ, mua xong quên rồi, mất tiêu rồi. Thì bạn nào có coi video của mình thì cũng biết là mình đã mua những cái vật phẩm gì trong cái sự kiện Event Wonder Woman rồi mà, đúng không? Nó có ra cái Oppie với lại cái gì bánh bánh gì nữa đó, mình chưa có tìm hiểu. Trang thứ 10, bạn Vinh phía góc bên trái trên cùng này, bạn ấy có vẻ là thích nude, skin nude. Cosplay ông già Noel phiên bản xanh xanh. Bạn này giống skin Noel nhất này, đầu tư đấy nè. Bạn bên đây cũng có cái dòng cổ rồi Rebel Battle này. Mình vẫn chưa hiểu, đến thời điểm bây giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có cái vòng cổ luôn. Chắc như là bạn kia comment bảo là có người ghi cái ID Roblox của mình á, nên là bạn ấy chọn đúng thì mình cũng được hưởng ké. Này nhìn dễ thương quá vậy, nhìn nó ngộ ngộ mấy bạn. Của bạn Thanh Di Pro 2404 này còn đang thu thù lùi đến từ vị trí của bạn. Hello, tôi là siêu à, tôi là siêu hoặc là tôi là xíu gì đó. Công nhận một điều là skin của các bạn đã được gọi là nâng cấp lên rất là đa diện và phong phú, nhưng mà phải nói là đẹp chứ. Trời ơi, những người follower của tôi chất lượng thế này, quá là chất lượng luôn. Ok, đến trang 20 rồi, chúng ta sẽ chỉ còn là... Này, trang 21 rồi, chúng ta sẽ còn 9 trang nữa. Cái bạn này nhìn hơi bị... gọi là hơi bị... nhìn rít kít ấy. Mặc dù là đây là những vật phẩm từ event thôi, còn cái áo với cái quần thì các bạn sẽ mua bằng Robux rồi. Nhưng mà đẹp. Mình thì cái ạc chính của mình nó không có tham gia cái sự kiện Ready Player 2, nên là mình sẽ không có được những cái vật phẩm đó. Mình chỉ lấy được mỗi cái cuốn sách từ cái game Beast Swarm thôi. Ôi trời trời, phiên bản phát the nè. Trời ơi, tôi hết hồn, tôi giật mình luôn. Giống tôi quá trời quá đất vậy. Trời, Rally? Nhìn giống cái con gì, con chó gì, gọi là chim gì đó mấy bạn. Nhìn giống lắm mà. Ui, chất đấy. Ở bạn này cũng mém, nhìn giống pha ke mình quá nè. Cũng là cái gọi là cái mắt ếch với lại cái đầu dino. Mình đang có dự tính mua cái tai nghe mắt ếch á, để gọi là mình cosplay
Đầu Dino thì hơi bị khó để mà kiếm, nhưng mà cái tai nghe ớt thì không phải cái tai nghe mà là cái cài mắc ớt có ở ngoài thị trường nên là mình có mua, có nhờ chị mình mua giùm rồi, đang chờ nó ship về. Đây là trang thứ 27. Chúng ta sẽ đến với trang thứ 28. Trang thứ 29. Và đây sẽ là trang cuối cùng. Ok, và đây là những nhân vật xuất hiện trên video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nhé. Và nói chung là các bạn hãy chăm kiểu như là unfollow xong rồi lại follow lại đi. Biết đâu có một ngày các bạn sẽ được xuất hiện trên video của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nha. Và nếu mà các bạn thấy xuất hiện trong video này á, thì hãy để lại comment cho mình biết. Và nếu các bạn thấy thích series này thì hãy bấm thích video mình để tạo cho mình động lực để mình biết là mình có thể thực hiện tiếp cái series này nhé. Cảm ơn mọi người, bye bye.